Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chủ đề vẽ các Pokemon. Và nhân vật của chúng ta hôm nay là nhân vật Bulbasaur. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ hai cái hình chữ nhật lồng vào nhau như thế này. Tiếp đến chúng ta bắt đầu vẽ các thành phần. Đầu tiên là vẽ tai của Bulbasaur. Sau đó chúng ta vẽ phần trán. Đó chính là một cái đường cong chạy xuống như thế này. Chúng ta vẽ phần miệng hơi nhô ra một chút. Sau đó chúng ta sẽ vẽ phần cằm. Chúng ta vẽ phần ngực và phần chân trước như thế này. Chúng ta vẽ thêm một cái chân nữa ở đây. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ phần lưng như thế này và chân sau. Chúng ta vẽ phần mắt, đó là cái hình tam giác như thế này, hơi cong cong một chút. Chúng ta bổ sung thêm một cái tai nữa ở đây. Tiếp đến là chúng ta vẽ cái bầu cây ở trên lưng của Bulbasaur. Chúng ta bổ sung thêm một số cái vảy ở đây. Như vậy là về cơ bản chúng ta đã vẽ xong phần phác họa. Cho chúng ta dùng tẩy xóa đi những cái nét thừa để nhìn cho đỡ rối mắt. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành vẽ lại. Sau khi vẽ xong, chúng ta chỉnh sửa lại các nét cho nó hợp lý hơn. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tô màu. Bulbasaur có một màu xanh rất là đặc trưng. Đôi mắt thì có màu đỏ. Trong khi bầu cây trên lưng thì có màu xanh lá. Thank you.
Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau làm quen với cách vẽ Pokemon Bulbasaur. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.